Chào tất cả các bạn, hôm nay laptop 123 sẽ giới thiệu đến các bạn cái dòng Dell mới ra. Đó là Dell G3 3579. Đây mình sẽ để các bạn xem cái mặt, đây là mặt A của Dell G3 3579. Phía sau là có logo G3 các bạn. Đây là mặt đáy Dell G3 3579. Xíu nữa mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Đối với dòng Dell G3 logo đây các bạn, Dell G3 3579, như các bạn đã biết là mình đã trước đó mình giới thiệu cái dòng G7 7588. Thì G3 3579 thì cấu hình cũng giống như G7 7588, nhưng về cái phong cách bên ngoài, cái thiết kế bên ngoài thì Dell G3 khác hẳn. G7 thì nó hầm hố, nghiêng về cái đậm chất game hơn. Còn G3 thì tuy cấu hình mạnh nhưng mà bề ngoài thì nó như những chiếc laptop bình thường, để cho các bạn không thích cái sự hầm hố, cũng như là có những người thích chơi game nhưng mà lại thích cái máy của mình nó thời trang hơn. Thì Dell G3 đã đáp ứng được nhu cầu của những thành phần là thích cấu hình mạnh nhưng máy mạnh mỏng nhẹ đẹp. Dell G3 thì hiện tại tại laptop 123 có hai dòng, đó là i5 và i7. Riêng dòng i7 thì bên mình bán cái dòng có gắn sẵn SSD 128GB. Đây mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái con G3 i7. Dell G3 i7 8750H, tốc độ 2.2, mình có thể turbo boost lên 4.1 các bạn. 9 MHz 6 nhân. Đây các bạn. 6 core. 9 MHz. 12 luồng xử lý. RAM thì em này gắn sẵn một thanh 8GB DDR4 bớt 2667 MHz. Đây các bạn. Em này thì mình có thể nâng cấp lên maximum 32GB. Đây các bạn nhìn thấy DIM A là gắn một thanh 8GB, DIM B còn trống. Chúng ta có thể gắn maximum 32GB. Đối với dòng G3 3579 thì card cao nhất chỉ có 1050T các bạn. Đây các bạn. Một cây card onboard thì luôn luôn có, đó là Intel Copper Lake Graphics. Một cây card là NVIDIA GTX 1050Ti 4GB. Màn hình thì độ phân giải là 1920x1080 Full HD, có tấm nền IPS. Về ổ cứng thì các bạn nhìn đây sẽ thấy 1000GB, 128GB SSD. Nguyên bản của máy thì nó gắn là 10.2 SATA. Các bạn nếu các bạn nào muốn mạnh hơn thì các bạn có thể tháo SATA ra, các bạn gắn 10.2 PCI vẫn được. Đây nó còn non 10.2 PCI, tức là mình có thể gắn PCI lên được. Đó là cấu hình chi tiết về cái con 7G3 3579 i7 8750H, RAM 8GB, ổ cứng 1000GB HDD cộng 128GB SSD, card GTX 1050Ti 4GB, màn hình Full HD IPS, có Windows 10 bản quyền các bạn. Ở tất cả các dòng G3, G7 đều có Windows 10 bản quyền. Đối với những các bạn sẽ thấy có những nhà bán không có Windows á. Đối với dòng phi đốt thì các bạn check xem coi thử là hàng có được bảo hành chính hãng không nhé các bạn. Có một số là bán hàng Campuchia thì chắc chắn sẽ không được bảo hành chính hãng. Rồi đây mình sẽ cấu hình bên trong. Về cấu hình chi tiết bên trong thì nó chỉ có vậy thôi. Đối với dòng i5 thì nó là 8300H, RAM 4GB, cứng 1000GB, card 1050 các bạn. i5 chỉ có card 1050 thôi, không được 1050Ti. Riêng i7 thì 1050Ti. Còn đây là cái bàn phím các bạn. Bàn phím Dell G3 thì nó cũng giống như G7.
có tấm nền màu xanh, có đèn led màu xanh rất là đẹp. Đây vẫn có logo G3. Những tấm viền này là màu xanh nhạt. Và đặc biệt là G3, G7 nó đều có nút bảo mật vân tay fingerprint. Riêng em G3 thì độ mỏng nhẹ, nhìn nó rất là bắt mắt. Đây các bạn, đây là một tấm da rắn rất là trơn bóng, rất là thể hiện một cái sự là nhẹ nhàng rất là đẹp. Bên trái của em G3 thì đây là hai cổng USB 3.0 các bạn. Đây là cổng mạng LAN và đây là cổng HDMI. Đây là cái cổng audio, jack audio, và đây là nút nguồn các bạn. Còn mặt bên phải của Dell G3 3579 thì bên phải thì nó chỉ có một cổng USB là 2.0 thôi. Đây là cổng card reader. Cái dòng này đặc biệt giới thiệu cho những bạn nữ nào mà thích chơi game nhưng mà sợ mọi người nhìn vào là biết mình chơi game, cho nên các bạn mua cái dòng này là y chóc. Xách cái máy này trên tay người ta cứ tưởng là mình đi làm việc, nhưng mà thực chất cái dòng này là dòng chuyên về game và thiết kế đồ họa. Dell G3 nó vẫn có xài hai quạt các bạn. Đây là một quạt tản nhiệt, đây là một quạt tản nhiệt, nó vẫn xài hai quạt tản nhiệt. Rất là đẹp. Bàn phím em này rất là chắc chắn các bạn. Bàn phím rất là cứng. Riêng cái touchpad ở đây thì theo mình cảm nhận, touchpad ở đây thì nó rất là trơn, rất là bóng mượt. Chúng ta tạo tạo cảm giác là chúng ta lướt rất là nhanh. Như bàn phím này thì chuyên để chúng ta thiết kế đánh game và cũng như là thiết kế đồ họa thì chúng ta không cần nhắc đến. Đó là cái khoảng cách giữa các phím rất là rộng, rất là to. Và nguyên một dãy bàn phím số kế bên đây. Bàn phím full size các bạn. Đối dòng em này thì wifi đời mới các bạn, wifi Mach 3, tức là tốc độ rất là cao. Em G3 này thì nó sẽ không có cái cổng Type-C các bạn. Nó không được như G7. G7 thì nó có cổng Type-C with Thunderbolt. Còn riêng G3 thì nó sẽ không có cổng Type-C. Nó tinh lược đi cái cổng Type-C. Cái cổng đó thì thật ra cũng không có cần thiết lắm. Về cái giá thành giữa G3, G7 thì nó chênh lệch rất là cao các bạn. G3 thì nó sẽ rẻ hơn G7 tầm 2 đến 3 triệu. Mình khuyên các bạn thì nên chọn những cái cấu hình nào phù hợp với nhu cầu của mình thôi. Còn cái bề ngoài thì cũng không quan trọng lắm. Đây các bạn, sự óng ánh của cái bàn phím rất là đẹp, bàn phím rất là sáng. Dell G3, G7 hiện tại thì công nghệ loa của nó là mắc audio RAW nhé các bạn. Nó sử dụng mắc audio RAW, nghe nhạc rất là ấm và nghe rất là hay. Mắc audio RAW thì độc quyền của dòng G3, G7 các bạn. Như Asus hoặc là MSI thì sẽ không không có. Mình chỉ giới thiệu sơ bộ về em G3 này và thôi. Cấu hình thì nó cũng giống như những dòng khác là thế hệ thứ 8. Card copy lay graphics và GTX